Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 9 tháng 12. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc động viên doanh nghiệp thu nộp ngân sách cuối năm 2019. Các doanh nghiệp của Nhật Bản quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Kinh nghiệm của Văn Lâm xử lý môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Ân Thi đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đoàn đại biểu của tỉnh Hưng Yên gồm 11 thanh niên do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ chúc mừng các đại biểu là những thanh niên ưu tú vinh dự được dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ để truyền tải những thông điệp của tuổi trẻ Hưng Yên đến với đại hội, tích cực lắng nghe ý kiến của đại biểu các địa phương khác, từ đó đúc rút kinh nghiệm cụ thể hóa thành những hành động hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, sau đại hội, các đại biểu chính là cầu nối để lan tỏa những chương trình, hành động của đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến làm việc động viên một số doanh nghiệp nộp ngân sách cuối năm 2019 tại các huyện Văn Lâm, Văn Giang và Kim Động. Cùng đi có lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước khi đến thăm các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác quản lý quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, vai trò của thu hút dự án vào khu công nghiệp, nhất là trong thu hút dự án FDI, thu hút nguồn vốn, công nghệ từ các nước có nền công nghiệp phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89. Từ khi thành lập, công ty luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu nộp thuế của tỉnh. Số thuế nộp tăng đều theo các năm. Dự kiến năm 2019, số tiền thuế công ty nộp là gần 130 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm 2018. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội. Dự kiến năm 2019, công ty nộp vào ngân sách tỉnh trên 510 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm 2018. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã đến kiểm tra tình hình nộp thuế tại Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao bì Việt Hưng, Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Chafaco, chi nhánh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, Công ty Cổ phần Thuận Đức. Tại các nơi đến làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận những kết quả của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp thuế trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, đảm bảo nộp kịp thời các khoản thu, sắc thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng đề nghị các doanh nghiệp phát huy thế mạnh về thương hiệu, tiếp tục nâng cao chất lượng và sản lượng hàng hóa, mở rộng sản xuất thị phần tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chia sẻ, năm 2019 là năm thứ 3 tỉnh Hưng Yên thực hiện tự chủ về tài chính. Vì vậy, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp đồng hành với những khó khăn của tỉnh, nỗ lực tích cực hoàn thành nộp thuế năm 2019 đúng và đủ xong trong tháng 12 năm 2019. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến làm việc động viên doanh nghiệp thu nộp ngân sách cuối năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến làm việc động viên việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước tại 3 công ty là Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hương Long, Công ty Cổ phần Rượu bia nước giải khát Aroma cùng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc trên địa bàn huyện Văn Lâm. Tính đến hết tháng 11 năm 2019, 3 công ty đã nộp thuế nhà nước đạt gần 120 tỷ đồng, ước tháng 12 năm 2019. Tiền thuế nộp của 3 doanh nghiệp khoảng 30 tỷ đồng. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động, tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Với phương châm thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh tỉnh Hưng Yên luôn tạo các điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, trong đó có điều tiết về ngân sách trung ương đạt kế hoạch đề ra trong năm 2019, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh trong năm để cùng với tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt thu ngân sách nhà nước cả năm, tạo tiền đề tốt cho những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã dự lễ khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đồng thời khởi động quả cầu chính thức đưa Cổng Dịch vụ Công đi vào hoạt động. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Dịch vụ Công tỉnh Hưng Yên và các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo các địa phương và trên 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đi vào hoạt động sau 9 tháng tích cực triển khai. Việc thiết lập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia về cơ bản đã hoàn thành và đạt cấp độ 3 về chính phủ điện tử. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bao gồm 6 cấu phần chính: cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và bộ câu hỏi, trả lời liên quan đến thủ tục hành chính, nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, nền tảng thanh toán trực tuyến, hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ ngành địa phương, hệ thống hỗ trợ trực tuyến và tổng đài hỗ trợ. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tra cứu về thông tin thủ tục hành chính dịch vụ công của tất cả các ngành lĩnh vực các địa phương trên toàn quốc, theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công. Năm 2018, sau khi áp dụng 7 lĩnh vực triển khai chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công, cả nước đã tiết kiệm được trên 4.200 tỷ đồng. Sáng nay, Ban tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2019-2020 tổ chức họp về xây dựng và triển khai chương trình. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại cuộc họp, thành viên ban tổ chức đã thảo luận và đưa ra ý kiến đóng góp về việc tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2019-2020. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian dự kiến tổ chức chương trình vào ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chủ đề chương trình là chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2019-2020. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cần tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên để hoàn thiện và triển khai kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch, các đơn vị sở ngành cần sớm thực hiện phần việc đã phân công. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên cần đẩy mạnh tuyên truyền trước và sau khi chương trình diễn ra để chương trình đạt hiệu quả cao. Hiện nay, huyện Ân Thi đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Xã Hoàng Hoa Thám có 15 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở,
Đây là một trong những địa phương của huyện Ân Thi có nhiều trường hợp hộ nghèo và người có công với cách mạng được hỗ trợ. Đến nay các hộ đã nhận đủ số tiền 50 triệu đồng một hộ từ nguồn ngân sách của tỉnh và huyện. Gia đình ông Đào Đình Tuệ ở thôn Đỗ Xuyên đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để vào ở ngôi nhà mới. Trước đây gia đình ông Tuệ ở trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp, rộng chừng 28 m². Đến nay ngôi nhà đang được xây dựng khang trang, rộng trên 65 m². Không chỉ được hỗ trợ về kinh phí, ông còn được anh em trong gia đình, bà con trong thôn xóm hỗ trợ ngày công tháo dỡ và xây dựng nhà ở. Chúng tôi thực hiện theo 4 bước giả soát, 15 hộ xây là đảm bảo 100% đúng đối tượng là hộ nghèo và người có công đối với cách mạng. Từ tháng 11 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với huyện Ân Thi, câu lạc bộ Tình người thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng 172 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Mỗi ngôi nhà sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền là 80 triệu đồng, trong đó tỉnh và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, câu lạc bộ Tình người thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nhà cho người có công và người nghèo thì huyện Ân Thi tiến độ đến ngày hôm nay thì toàn bộ các hộ đã xây dựng xong phần thô, phần mái và trong giai đoạn hoàn thiện. Có những hộ đã xây dựng và xong và đã chuyển về ở. Thời gian thì sẽ phấn đấu xong trước ngày 9 tháng 1 năm 2020. Mỗi hộ nghèo, người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại huyện Ân Thi nói riêng và toàn tỉnh nói chung là minh chứng cụ thể, chứng minh cho việc không để ai bị bỏ lại phía sau. Không phải là khẩu hiệu mang tính chung chung, hình thức mà đã được các cấp các ngành và toàn xã hội chung sức nghiêm túc thực hiện. Cùng với tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương và đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh, các doanh nghiệp của Nhật Bản đang hoạt động tại khu công nghiệp Thăng Long 2 luôn chấp hành tốt các chính sách về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa sự cố hóa chất, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người lao động. Hiện khu công nghiệp Thăng Long 2 thu hút 78 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký 2,5 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp Nhật Bản luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam như về giờ làm việc trong ngày, giờ làm thêm trong tháng, các chế độ lương thưởng. Để đảm bảo an toàn lao động, doanh nghiệp định kỳ tổ chức tập huấn, đào tạo nội bộ và trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Mỗi năm tổ chức từ 1 đến 2 cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy, thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị chống cháy. Về công tác phòng ngừa sự cố hóa chất, mỗi doanh nghiệp của Nhật Bản đều có bản đăng ký và được thẩm định của các phòng ban chuyên môn, Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên. Định kỳ diễn tập rò rỉ gây sự cố hóa chất, qua đó hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người lao động. Được biết môi trường, điều kiện làm việc của các doanh nghiệp Nhật Bản đều đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 14001. Vừa qua, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ xen kẹp để xây dựng nhà ở tổ dân phố An Tháp và Nguyễn Xá, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Để hoàn thành nhiệm vụ khai thác quỹ đất, phường Nhân Hòa đã tập trung chỉ đạo và thông báo đến người có nhu cầu sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân quan tâm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Theo đó, tại phiên đấu giá đợt 2 vừa qua, phường giao đấu giá 4 lô đất với tổng diện tích gần 3 ha tại tổ dân phố An Tháp và Nguyễn Xá. Trong đó, phường đã đấu giá thành công được 84 suất đất có diện tích trên 7.700 m², thu về ngân sách địa phương trên 43 tỷ đồng. Góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 10 tháng 12 tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020. Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm. Huyện Văn Lâm, địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định huyện nông thôn mới là một ví dụ.
làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, nơi đã nhiều năm chìm trong ô nhiễm do có hơn 600 hộ trực tiếp sản xuất tái chế ngay tại nhà nên thường xuyên gây ồn ào, khói bụi, mùi khét và chất phế thải bừa bãi. Thì nay tình trạng này đã cơ bản không còn, không gian môi trường sống đã dần được trả lại. Những nhà nào mà có đăng ký thuê đất làng nghề thì chúng tôi kiên quyết là yêu cầu phải ra ngoài làng nghề sản xuất. Còn những hộ nào mà chây không di chuyển ra bằng biện pháp là cắt điện để yêu cầu những cái hộ đấy phải chuyển ra làng nghề để đảm bảo môi trường trong địa phương. Cách đây 2 năm thì nước thải ra nó bẩn, khói bụi lên trong ô nhiễm không khí, rồi những cái rác thải thì một số người dân không có ý thức tự vứt ra đường thì ô nhiễm, nhưng mà 2 năm nay thì thấy là sạch sẽ hơn rồi ạ. Trên địa bàn huyện Văn Lâm hiện có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ cùng với 3 làng nghề luôn có nguy cơ gây ô nhiễm cao là làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, làng nghề tái chế Trì, Chỉ Đạo và làng nghề Xuân Lôi, xã Đình Dù. Và cũng như thị trấn Như Quỳnh, các cấp chính quyền từ xã đến thôn ở đây đều có quan điểm nhất quán, kiên quyết với vấn đề môi trường. Cùng với việc tuyên truyền thường xuyên họp với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về môi trường, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, trong đó mời các doanh nghiệp tham gia, đồng thời bằng nhiều biện pháp mời gọi và yêu cầu các doanh nghiệp phải nêu cao ý thức với cộng đồng, có trách nhiệm chung tay cùng địa phương giải quyết vấn đề môi trường. Đảng ủy ban, nhân dân xã đã ra nghị quyết rồi chỉ đạo các cơ sở thôn cùng tập trung làm xanh sạch đẹp các tuyến đường giao thông, rồi là các tổ đội vệ sinh dọn dẹp hàng ngày trong dân cư. Những người đương tham gia sản xuất, chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái máy móc, những cái thiết bị mới nhất để phục vụ cái sản xuất và giữ gìn cái môi trường. Tham gia quyên góp để làm cái công tác dọn vệ sinh môi trường tại địa phương. Cùng với đó, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã có quan điểm chỉ đạo kiên quyết như giải quyết dứt điểm các tồn tại ô nhiễm từ những năm trước trong khu dân cư, kiên quyết đưa các hộ sản xuất 3 làng nghề ra vị trí quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ rác thải tái chế đưa vào làng nghề. Yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc trồng cây xanh và xử lý nước thải, rác thải, khí thải trước khi xả ra môi trường, đưa toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm ra ngoài, duy trì hoạt động các tổ thu gom rác thải sinh hoạt, đẩy mạnh các phong trào như phong trào ba sạch, phong trào nói không với rác thải nhựa, hay chương trình phân loại rác thải tại hộ, phong trào chủ nhật xanh, phong trào trồng cây xanh, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan, v.v. Với Văn Lâm là chúng tôi rút ra một số cái bài học kinh nghiệm. Cái thứ nhất là có sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trong cái việc là tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Cái thứ hai là sự vào cuộc của các cấp ủy đảng và chính quyền trong công tác quản lý, trong công tác xử lý các cái hộ, các cái trường hợp, các doanh nghiệp vi phạm về môi trường. Cái thứ ba nữa là có sự vào cuộc của các doanh nghiệp để tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, cũng rất là khuyến khích các doanh nghiệp là vào trên địa bàn mà sản xuất sạch. Với những nỗ lực trên, cuối năm 2018, 100% các xã của huyện Văn Lâm đều đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Văn Lâm về đích nông thôn mới. Thực tế này đã minh chứng cho môi trường của huyện Văn Lâm luôn có các tiêu chuẩn đảm bảo theo quy định. Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá dự án xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp sâu keo mùa thu gây hại trên ngô tại một số tỉnh phía Bắc thực hiện trên địa bàn tỉnh ta. Mô hình được thực hiện với sự tham gia của 193 hộ dân ở thôn Văn Trạch, xã Văn Huệ, huyện Ân Thi với quy mô 20 ha. Trong đó, đối tượng quản lý là sâu keo mùa thu trên giống ngô HN88. Thời gian thực hiện là vụ ngô đông năm 2019. Tham gia mô hình, các hộ nông dân được hỗ trợ 50% chi phí giống và vật tư theo định mức. Tham gia tập huấn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác như xử lý hạt giống, biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng bả chua ngọt, bẫy pheromone để bắt sâu trưởng thành. Sau thời gian triển khai, diện tích ngô trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt, khỏe hơn so với diện tích đối chứng ở cùng thời điểm. Bắt diệt hiệu quả sâu keo mùa thu, giảm áp lực sâu trên đồng ruộng, giảm khoảng 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật,
hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 15% so với diện tích ngoài mô hình. Kết quả của dự án còn nâng cao ý thức của người dân trong hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường sản xuất. Những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp của huyện đoàn Phù Cừ triển khai sâu rộng tới các cơ sở, giúp cho nhiều đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định và vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Với mong muốn thoát nghèo, thanh niên Trần Quang Chiến ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng từng vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Nhưng sau 3 năm vất vả nơi xứ người, anh quyết định trở về quê làm kinh tế trang trại tại quê hương. Sau 4 năm lập nghiệp, hiện nay anh Chiến đã có trang trại rộng 7 mẫu, nuôi 5.000 vịt đẻ, thả cá và trồng cây ăn quả. Thu nhập mỗi năm đạt từ 300 đến 500 triệu đồng. Anh còn đang đầu tư nuôi thêm dê, cung cấp nguồn thực phẩm sạch ra thị trường. Tôi muốn lập nghiệp ở trên chính quê hương tôi và mở ra mô hình trang trại để phát triển cuộc sống được tốt hơn. Với những thứ đang có, tôi cảm nhận là đúng con đường tôi đã lựa chọn. Cũng xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp, sau khi được đào tạo qua lớp chuyên môn về chăn nuôi thú y, anh Trần Văn Tấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiên Tiến, quyết định mở đại lý thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Phát triển kinh doanh thuận lợi, anh đã liên hệ với các công ty thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi cho bà con nông dân. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ vốn cho đoàn viên thanh niên tại địa phương phát triển chăn nuôi. Năm 2016, anh Tấn được nhận giải thưởng lương định của dành cho thanh niên nông thôn tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau 13 năm hoạt động thì bản thân tôi cũng rất là tự hào về sự phát triển của đại lý cũng như của bản thân trong thời gian qua. Thứ nhất là phục vụ được bà con chăn nuôi, nhu cầu của bà con chăn nuôi trong lĩnh vực thú y và cũng là để phát triển kinh tế gia đình tốt hơn. Nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp, bên cạnh việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thời gian qua, các cấp bộ đoàn huyện Phù Cừ đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo nguồn vốn ủy thác trên 30 tỷ đồng, giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 800 thanh niên. Hiện toàn huyện đã có hơn 60 mô hình kinh tế trang trại, gia trại do thanh niên làm chủ, thu lãi từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Các mô hình của huyện Phù Cừ đều gắn bó với mảnh đất của quê hương, như các mô hình về chăn nuôi, mô hình trồng cây đều mang lại thu nhập rất là cao cho đoàn viên thanh niên. Trong thời gian qua, ban thường vụ đoàn luôn tích cực kết nối giữa sản phẩm của đoàn viên thanh niên nông thôn đối với các thị trường tiêu thụ như các siêu thị để từ đó thì tạo cái nguồn đầu ra sản phẩm cho đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên yên tâm trong cái sản xuất và phát triển kinh tế. Những kết quả từ phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp ở huyện Phù Cừ đã không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn giúp phát huy khả năng sáng tạo của mỗi đoàn viên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.